Bạn đang đến với bản tin quốc tế của báo Vietnamnet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những thông tin đáng chú ý. Trang tin Asia Times ở Hồng Kông, Trung Quốc mới đây đã đăng tải bài phân tích của ông Matthew Sussex, phó giáo sư tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc phòng thuộc Đại học Quốc gia Australia về chiến dịch đột kích của Ukraine tại vùng Kursk. Theo ông Sussex, việc Ukraine bất ngờ tiến vào vùng biên giới Kursk có thể xem như một bước đột phá về mặt chiến thuật và đem lại nhiều lợi thế cho Kiev. Ông Sussex cho biết, trong thời gian qua, người dân Ukraine đã phải làm quen với những thông tin ảm đạm từ tiền tuyến, nhưng chiến dịch Kursk đã thay đổi tất cả. Lực lượng Ukraine đã thành công chuyển trọng tâm xung đột tới lãnh thổ Nga và truyền thông Ukraine đang liên tục đưa tin về khu vực này. Tính đến thời điểm hiện tại, phía Ukraine đã kiểm soát hơn 90 khu định cư và hơn 1.250 km2 lãnh thổ, đồng thời tuyên bố thành lập chính quyền quân sự ở vùng Kursk của Nga. Những thông tin này là cú hích rất lớn về mặt tinh thần cho binh lính Ukraine, những người đã có dấu hiệu rệu rã vì cuộc xung đột kéo dài. Về mặt chiến thuật, quân đội Ukraine đã tập trung vào việc giành kiểm soát các khu định cư như Sozha, nơi tập trung hệ thống đường sắt và đường ống khí đốt quan trọng của Nga. Chiến lược này khiến Moscow gặp khó khăn trong việc viện trợ cho tiền tuyến, buộc phải điều động thêm lực lượng để bảo vệ biên giới, qua đó giảm bớt sức ép cho lực lượng Ukraine tại Donetsk và nhiều mặt trận khác. Ngoài một diện tích lãnh thổ đáng kể, Ukraine cũng bắt giữ thêm nhiều tù binh ở Kursk. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng việc có một lượng lớn tù binh sẽ làm Kiev có lợi thế hơn trong các cuộc đàm phán và có thể giúp Ukraine bổ sung lại lực lượng thông qua việc trao đổi. Ngoài ra, đợt tập kích ở Kursk cũng gửi tới Moscow một thông điệp rõ ràng, chiến dịch quân sự đặc biệt mang lại hậu quả cho chính Nga. Ngoài Moscow, Kiev cũng muốn thể hiện cho Washington và phương Tây thấy rằng họ đủ năng lực để đem lại những kết quả thuận lợi trên tiền tuyến. Đây là điều vô cùng quan trọng khi sự ủng hộ của Mỹ dành cho Ukraine có thể bị ảnh hưởng bởi kết quả bầu cử tổng thống sắp tới. Về mặt chính trị, ông Sussex cho rằng chiến dịch ở Kursk đã giúp Kiev tạo áp lực ngược lại cho Tổng thống Vladimir Putin và các tướng lĩnh của Nga. Việc Moscow phản ứng chậm trước cuộc đột kích của Ukraine đã cho thấy một số vấn đề của quân đội Nga, dù Điện Kremlin sau đó đã có những động thái mạnh nhằm đẩy lùi đối thủ ra khỏi Kursk. Ông Sussex nhận định, chính phủ Nga sẽ phải đối mặt với một số kịch bản vì chiến dịch biên giới của Ukraine. Đầu tiên là việc Moscow đã không thể đảm bảo an toàn cho lãnh thổ của mình. Điều này có thể khiến dư luận bất bình. Kịch bản thứ hai tích cực hơn, khi đây có thể trở thành động lực để đoàn kết dân tộc và gia tăng sự ủng hộ với Điện Kremlin. Viễn cảnh thứ ba là sự ổn định, những ý kiến phẫn nộ được khống chế ở Kursk và không ảnh hưởng tới các trung tâm chính trị như Moscow hay St. Petersburg. Theo Pravda của Nga, trong ngày 24 tháng 8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nêu rõ điều kiện để kết thúc cuộc xung đột đã kéo dài hơn 2 năm với Liên bang Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, xung đột sẽ chỉ chấm dứt nếu lãnh thổ của Ukraine được khôi phục toàn vẹn và chúng ta đảm bảo rằng Nga sẽ không lặp lại các hành động tương tự trong tương lai. Tổng thống Zelensky nhấn mạnh, Kiev ưu tiên kết thúc xung đột thông qua các biện pháp ngoại giao nhằm giảm thiểu tối đa thương vong cho các binh lính. Tuy vậy, nếu các biện pháp này không đem lại hiệu quả, quân đội Ukraine vẫn sẵn sàng đẩy lùi đối thủ trên tiền tuyến. Trong bình luận của mình, Tổng thống Zelensky cũng kêu gọi các đồng minh cho phép Kiev sử dụng vũ khí tầm xa để tập kích các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga. Tổng thống Zelensky nói thêm, các đối tác cần thuyết phục phương Tây dỡ bỏ hạn chế về việc sử dụng vũ khí tầm xa. Đây là điều có thể giúp Ukraine tiến gần hơn tới chiến thắng. Nga đẩy lùi nhiều đợt tập kích của Ukraine ở Kursk. Theo hãng thông tấn TASS của Nga, trong ngày 24 tháng 8, Bộ Quốc phòng Nga đã thông báo về việc quân đội nước này đẩy lùi nhiều đợt tập kích của Ukraine ở vùng Kursk. Trong quá trình này, quân đội Nga đã khiến đối thủ tổn thất 60 binh lính, 1 xe tăng, 7 xe bọc thép và 2 phương tiện cơ giới. Cùng ngày, không quân Nga đã triển khai trực thăng Mi-28 để tập kích đoàn xe quân sự Ukraine tại một quận biên giới ở vùng Kursk. Đợt không kích đã đạt được mục tiêu và khiến đối thủ thiệt hại đáng kể. Tại các mặt trận khác, nhóm chiến đấu phía đông của Nga đã ngăn chặn 4 cuộc phản công của Ukraine. Trong 24 giờ qua, phía Nga cũng đánh chặn thành công 3 tên lửa ATACMS, 12 tên lửa HIMARS và 44 UAV của đối phương. Theo ước tính của Moscow, kể từ khi phát động cuộc tấn công xuyên biên giới vào tỉnh Kursk hồi đầu tháng 8, quân đội Ukraine đã mất khoảng 5.137 binh sĩ, 69 xe tăng, 27 xe chiến đấu bộ binh, 55 xe bọc thép chở quân, 350 xe chiến đấu bọc thép, 34 đơn vị pháo binh, 5 hệ thống tên lửa phòng không.
11 bệ phóng MLRS, bao gồm 3 bệ phóng HIMARS do Mỹ sản xuất, cùng với các thiết bị hàng nặng khác. Đại tá quân đội Mỹ đã nghỉ hưu Lauren Wilkerson cho biết, lực lượng vũ trang Ukraine sẽ mất đi lực lượng dự bị tốt nhất còn lại ở khu vực Kursk, trong khi Mỹ sẽ không thể thực hiện bất kỳ hành động quyết đoán nào để ngăn chặn tình trạng này. Ông Wilkerson nói trên kênh YouTube, lực lượng dự bị chiến lược của Ukraine ở vùng Kursk là nơi duy nhất họ còn lại có những chiến binh giỏi nhất của họ, và Putin sẽ đối phó với họ một cách chắc chắn như ông ấy sẽ đối phó với vấn đề tiền tuyến ở phía Bắc và mọi thứ sẽ kết thúc. Theo ông Wilkerson, Mỹ không có kế hoạch đưa ra bất kỳ quyết định quy mô lớn nào về Ukraine cho đến ít nhất là cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11. Đại tá quân đội Mỹ đã nghỉ hưu Lawrence Wilkerson nói, điều đáng chú ý là chúng tôi sẽ không thể ngăn chặn điều này và rất nhiều người nữa sẽ thiệt mạng bởi vì chúng tôi đang chờ cuộc bầu cử ở Mỹ trước khi rời khỏi cuộc chơi. Trong khi đó, Bộ trưởng Không quân Mỹ Frank Kendall trong cuộc phỏng vấn với tờ báo Phần Lan Helsingin Sanomat nêu rõ, Mỹ bác bỏ kế hoạch chuyển máy bay chiến đấu F-16 tới Kiev. Theo ông Kendall, nhu cầu của Ukraine trong thời gian tới sẽ được đáp ứng nhờ sự hỗ trợ từ các nước như Hà Lan và Đan Mạch. Ông Kendall nhấn mạnh, Mỹ hiện đang tham gia hỗ trợ cùng với các đối tác của mình đào tạo phi công cho Ukraine. Ông Kendall hứa sẽ có tiến bộ đáng kể trong việc đào tạo vào năm 2025. Trước đó, đại sứ Nga tại Washington Anatoly Antonov cho rằng Mỹ đang chọc giận Moscow. Theo ông Antonov, họ, tức Mỹ, có ý định dỡ bỏ ngay lập tức mọi hạn chế đối với việc sử dụng vũ khí Mỹ đối với lực lượng vũ trang Ukraine. Vào ngày 6 tháng 8, các đơn vị của lực lượng vũ trang Ukraine đã tiến hành cuộc tấn công nhằm chiếm giữ lãnh thổ ở khu vực Kursk. Như Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov đã tuyên bố, cuộc tiến công của họ đã bị dừng lại. Người đứng đầu chính quyền quận Kakhovka của vùng Kherson, Pavel Filipchuk, đã báo cáo vào ngày 8 tháng 8 rằng các máy bay F-16 đã được phát hiện ở hướng Kherson. Tổng thống Zelensky tuyên bố đưa máy bay chiến đấu F-16 tới Ukraine vào ngày 4 tháng 8. Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố nếu phương Tây cung cấp F-16 cho chế độ Kiev thì điều này cũng không làm thay đổi tình hình trên chiến trường. Những máy bay này sẽ chịu chung số phận như các thiết bị khác của phương Tây cung cấp cho Kiev, Nga sẽ phá hủy chúng. Theo Bộ Quốc phòng Nga, tính đến ngày 23 tháng 8, trong cuộc giao tranh ở khu vực này, Ukraine tổn thất hơn 5,1 vạn quân và 69 xe tăng. Trong cuộc phỏng vấn với tờ báo Phần Lan Helsingin Sanomat, Bộ trưởng Không quân Mỹ Frank Kendall nêu rõ, Mỹ bác bỏ kế hoạch chuyển máy bay chiến đấu F-16 tới Kiev. Bộ trưởng Không quân Mỹ Frank Kendall trả lời tờ báo Phần Lan Helsingin Sanomat rằng, tôi không biết về bất cứ điều gì như vậy. Tuy nhiên, ông Frank Kendall lưu ý tưởng như vậy không bị loại trừ. Theo ông Kendall, nhu cầu của Ukraine trong thời gian tới sẽ được đáp ứng nhờ sự hỗ trợ từ các nước như Hà Lan và Đan Mạch. Ông Kendall nhấn mạnh, Mỹ hiện đang tham gia hỗ trợ cùng với các đối tác của mình đào tạo phi công cho Ukraine. Ông Kendall hứa sẽ có tiến bộ đáng kể trong việc đào tạo vào năm tới. Theo đài RT của Nga, đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov đã tuyên bố rằng chính quyền Mỹ có vẻ như liên tục đùa giỡn Moscow bằng những tuyên bố rằng họ không cho phép sử dụng các hệ thống tầm xa để tấn công vào lãnh thổ Nga. Đại sứ Nga nói, nhưng trên thực tế, về cơ bản, họ đang chuẩn bị cơ sở để gỡ bỏ mọi hạn chế hiện có tại một thời điểm nhất định. Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố nếu phương Tây cung cấp F-16 cho chế độ Kiev thì điều này cũng không làm thay đổi tình hình trên chiến trường. Nhưng máy bay này sẽ chịu chung số phận như các thiết bị khác của phương Tây cung cấp cho Kiev, Nga sẽ tiêu diệt, phá hủy chúng. Dẫn lời ông Antonov, hãng thông tấn TASS của Nga cũng cho hay, đánh giá theo sự hỗ trợ trước đây của Washington dành cho Kiev, bao gồm cả việc đào tạo phi công vận hành chiến đấu cơ F-16, thì gần như chắc chắn rằng Ukraine sẽ chiến đấu bằng vũ khí tầm xa do Mỹ sản xuất chống lại Nga. Theo ông Antonov, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang ngày càng trở nên khó lường. Ông lưu ý, không thể đảm bảo rằng toàn bộ thế giới sẽ không thay đổi vào ngày mai. Mỹ sẽ hành xử như thế nào trong tình huống này là điều rất khó nói. Do đó, đại sứ nhấn mạnh, Nga phải hành động quyết đoán, tăng cường tiềm lực quân sự, công nghiệp, bởi chỉ có quân đội và hải quân mới có thể bảo vệ đất nước Nga. Tờ Politico của Mỹ dẫn nguồn tin từ một số quan chức Mỹ giấu tên cho biết Mỹ sẽ duy trì lệnh hạn chế Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa do Washington sản xuất nhằm vào lãnh thổ Nga để không làm đảo lộn bất kỳ thỏa thuận thiết lập lại quan hệ nào trong tương lai với Moscow. Tuy nhiên, một cố vấn cấp cao của Ukraine cũng nói với Politico rằng có những dấu hiệu cho thấy Tổng thống Joe Biden có thể muốn làm điều gì đó lớn lao ở Ukraine và dỡ bỏ một số hạn chế trước cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11 tới.
Kiev từ lâu đã lập luận rằng các hạn chế về việc sử dụng vũ khí tầm xa đang kìm hãm nỗ lực quân sự của nước này, trong khi Washington tuyên bố rằng việc cho phép Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí của Mỹ có thể là nguyên nhân dẫn đến gia tăng căng thẳng. Sau khi chính phủ Mỹ thông báo trừng phạt gần 400 cá nhân và công ty tại Nga và trên toàn thế giới, bao gồm cả con trai và vợ của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov, đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov ngày 24 tháng 8 tuyên bố, việc Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt mới nhất đối với Nga đã thể hiện rõ ràng quan điểm chống Nga của chính quyền Washington, đồng thời khẳng định rằng các biện pháp gây sức ép kinh tế chống Nga sẽ không phát huy hiệu quả. Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov viết trên trang Telegram ngày 24 tháng 8, các lệnh trừng phạt chống Nga một cách vô ích do chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden thực hiện ngày càng nhiều. Tuy nhiên, trên thực tế, các biện pháp hạn chế này không chỉ gây hại cho người tiêu dùng trong nước, mà còn cho các đối tác của Mỹ ở các nước thứ ba. Ông Antonov lưu ý thêm rằng, các lệnh cấm vận của Mỹ đối với Nga nhiều đến mức Điện Kremlin không quan tâm đến bất kỳ thông báo nào của Washington liên quan đến việc trừng phạt người dân Nga. Trước đó, Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính Mỹ đã công bố gói trừng phạt gần 400 cá nhân và công ty tại Nga và trên toàn thế giới ngay trước ngày quốc khánh của Ukraine, nhằm thể hiện sự ủng hộ của Washington đối với Kiev trong cuộc xung đột với Moscow. Các biện pháp trừng phạt mới nhất cũng áp dụng với các tổ chức và cá nhân ở châu Á, châu Âu và Trung Đông. Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Wally Adeyemo cho biết, các công ty, tổ chức tài chính và chính phủ trên toàn thế giới cần đảm bảo rằng họ không hỗ trợ chuỗi cung ứng công nghiệp quân sự của Nga. Theo Bộ Tài chính Mỹ, khoảng gần 10 mạng lưới riêng biệt, bao gồm hơn 100 cá nhân và tổ chức tại 16 quốc gia khác nhau, bao gồm cả Trung Quốc, Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Đáng chú ý, 18 công ty có trụ sở tại Hồng Kông, Trung Quốc đã bị cáo buộc có liên quan đến ngành công nghiệp quân sự của Nga. Bộ Tài chính và Ngoại giao Mỹ cũng cảnh báo các tổ chức tài chính ở các quốc gia khác nên thận trọng với bất kỳ giao dịch nào với các chi nhánh hoặc công ty con của các tổ chức tài chính Nga ở nước ngoài, bao gồm cả những tổ chức chưa bị trừng phạt. Các biện pháp trừng phạt mới công bố có nghĩa là mọi tài sản hoặc quyền lợi liên quan đến tài sản của những cá nhân trong danh sách, dù trực tiếp hay gián tiếp, đều bị phong tỏa và phải được báo cáo với chính phủ. Tất cả các giao dịch giữa công dân Mỹ hoặc người nước ngoài đang ở Mỹ với những người trong danh sách đen đều bị cấm. Washington và các đồng minh đã áp đặt hơn 22.000 biện pháp trừng phạt đối với Nga kể từ năm 2014, thời điểm Moscow sáp nhập bán đảo Crimea sau cuộc trưng cầu dân ý. Nga đã gọi danh sách đen này là bất hợp pháp và đáp trả bằng các lệnh cấm đi lại đối với các quan chức và nhà hoạt động phương Tây. Phần tin vừa rồi đã kết thúc bản tin quốc tế của báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!